những thời gian thật thư giãn thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên hãy ủng hộ bằng cách đăng ký kênh cũng như ấn vào quả chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức nào. Còn bây giờ, hãy quay lại với những thông tin hot nhất trong ngày. Hòa Minzy phủ nhận ăn bám cộng đồng mạng, tự tin khoe cá tính đi nào chị gái. Bị cho là ăn bám bạn trai thiếu gia, Hòa Minzy lên tiếng phủ nhận bức xúc dằn mặt anti-fan. Nếu muốn yêu đại gia thì trước khi quen hãy khoe hết những gì đã có. Vài năm trở lại đây, Hòa Minzy gặt hái được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật. Độ phủ sóng, tên tuổi khiến cô đắc show và thu nhập cũng tốt hơn. Đặc biệt, kể từ khi yêu chàng thiếu gia giàu có, Hòa Minzy có cú lột xác khá ngoạn mục về mặt ngoại hình. Chính vì thế, tin đồn giọng ca rời bỏ ăn bám bạn trai cũng dần dày đặc lên. Hòa Minzy nghĩ cũng hay thật, cứ yêu người giàu thì mặc định con gái ăn bám. Tin đồn thì đã có từ lâu, nhưng chỉ khi Hòa Minzy bất ngờ khoe và đồng thời thanh lý bộ sưu tập, túi sách hàng hiệu, dư luận mới đồng loạt kêu to, túi đáy thiếu gia tặng đáy, thì cơn sóng cho rằng Hòa Minzy dựa hơi bạn trai mới càng mạnh mẽ. Mới đây, Hòa Minzy bất ngờ cho biết cô cảm thấy hối hận vì đã mua hàng loạt những túi sách đắt tiền và quyết định thanh lý những món đồ này. Tức nước vỡ bờ, mới đây Hòa Minzy đã chia sẻ một dòng trạng thái khá dài trên trang Facebook cá nhân, bày tỏ bức xúc khi nhiều người cho rằng tài sản cô đang có là do bạn trai thiếu gia tặng. Nữ ca sĩ chia sẻ một cách khá bóng gió rằng, nếu bạn muốn yêu một người mà được cô giàu có thì trước khi công khai, hãy nhớ khoe hết số tài sản bạn có. Bạn đã mua được bao nhiêu xe, bao nhiêu nhà phải cho mọi người xung quanh biết hết. Phải để người ta biết bạn khó khăn và cố gắng nhiều như thế nào. Bởi nếu người ta không biết thì tất cả những gì của bạn khi đang yêu một người giàu có đột nhiên trở thành của người yêu cho bạn hết đấy. Bạn sẽ được nghe thường xuyên câu nói, ôi giời, xe này bồ nó mua cho, nhà đấy, túi đấy bồ nó tặng. Bên cạnh đó, theo quan điểm của cô ca sĩ gốc Bắc Ninh, con gái hiện tại có thể kiếm tiền độc lập tài chính, mua được nhà, xe bằng tiền của mình, cô thẳng thắn. Mà nói thật chứ, đàn ông mà đã giỏi đã giàu, người ta sẽ yêu và cho cô gái nào đó tiền bạc hay vài ba cái túi hiệu. Nhưng người ta không có chọn lấy một người phụ nữ chỉ thích ăn bám vậy đâu ai ơi. Người ta giàu có chứ người ta đâu có ngu. Thật ra trong thời gian người ta cứ nói mình thì mình vẫn cứ kiếm tiền và lo lắng cuộc sống thôi. Nhưng tự dưng bao sự cố gắng tiền mồ hôi nước mắt bị bảo tiền người khác cũng cay phết không đùa đâu. Hòa Minzy thừa nhận mình dại dột khi không khoe tài sản của mình khiến nhiều người cho rằng cô ăn bám bạn trai. Hòa Minzy bức xúc, nghĩ cũng hay thật, tại sao người Việt mình vẫn bị trọng nam khinh nữ ghê nhỉ? Cứ yêu người giàu thì mặc định con gái ăn bám. Cứ yêu người giàu là mặc định con đó sung sướng, chẳng cần làm gì cũng hưởng thụ cả đời. Hòa Minzy phủ nhận ăn bám cộng đồng mạng, tự tin khoe cá tính đi nào chị ơi. Ngay khi những dòng trạng thái của Hòa Minzy được chia sẻ rộng rãi, đã nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Hầu hết mọi người đều tỏ ra khá đồng cảm và mong cô gái trẻ không suy nghĩ và sớm trở lại những sản phẩm chất lượng sau khi tuyên bố tạm ngưng con đường ca hát hiện tại sau nhiều tai tiếng vừa qua. Là con gái chỉ cần tự chủ về kinh tế, có thể lo được cho bản thân cũng như lo được cho bố mẹ thì chẳng sợ người ta nói này nói nọ khi yêu nữa chị ạ. À. Những người ăn bám thì dân chơi nhìn phát biết ngay. Người ta thường nói, âm thầm cố gắng và tự bản thân mình nỗ lực không cần người khác phải nhìn thấy và phải biết, mặc kệ những người bên ngoài nói gì vì suy cho. Người đẹp Lương Thùy Linh đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Sau gần 5 tháng chờ đợi và tìm kiếm, chủ nhân chiếc vương miện đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 đã lộ diện, Lương Thùy Linh. Vượt qua 39 nhan sắc của vòng chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, thí sinh Lương Thùy Linh đã xuất sắc giành chiếc vương miện danh giá. Sau gần 5 tháng chờ đợi tìm kiếm, chủ nhân chiếc vương miện đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 đã lộ diện, chính là Lương Thùy Linh. Đây là kết quả trái với dự đoán của mọi người, dù vậy nhiều khán giả vẫn nhận xét chiến thắng dành cho cô gái sinh năm 2000 là xứng đáng. Á hậu 1 thuộc về Nguyễn Hà Kiều Loan, Á hậu 2 thuộc về Nguyễn Tường Sang. Với thay đổi đầy mới mẻ của Miss World Việt Nam so với các cuộc thi nhan sắc khác, ngoài chiếc vương miện danh giá của tân hoa hậu thì hai nàng Á hậu cũng sẽ vinh dự sở hữu chiếc vương miện của riêng mình. Sau phần thi trang phục dạ hội đầy mãn nhãn, Miss World Việt Nam công bố top 5 khán giả vỡ òa trong hạnh phúc vì kết quả hoàn toàn xứng đáng gồm người đẹp chiến thắng, người đẹp nhân ái, Dương Thị Ngọc Thoa, Nguyễn Tường Sang, Nguyễn Hà Kiều Loan, Nguyễn Thị Thu Phương và Lương Thùy Linh. Ngọc Thoa bước vào vòng thi ứng xử, cô được đánh giá cao với câu trả lời thông minh. Kiều Loan với câu hỏi bạn có nghĩ mình xứng đáng với ngôi vị hoa hậu. Thu Phương cũng hoàn tất tốt câu trả lời ứng xử về giá trị động lại sau cuộc thi.
Thùy Linh trả lời câu hỏi về khoảnh khắc đẹp nhất trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Thí sinh Tường Sang trả lời câu hỏi về việc muốn nói gì với những thí sinh còn lại nếu may mắn chiến thắng. Cô gái chiến thắng trong phần thi Dance Up Việt Nam Phan Ái Nhi, cô gái chiến thắng giải Người đẹp tài năng Lê Thanh Tú, Người đẹp truyền thông là danh hiệu thuộc về Nguyễn Quỳnh Nga, Người đẹp biển gọi tên Thu Phương, Người đẹp thể thao gọi tên Phương Hoa, Người đẹp thời trang gọi tên Thu Hiền, Người đẹp áo dài Bích Thùy, Người có làn da đẹp nhất Thạch Thảo, Người đẹp được yêu thích nhất Hoàng Hải Thu. Miss World Việt Nam đã chính thức khép lại mùa đầu tiên với đêm chung kết thành công mãn nhãn và nhận được sự ủng hộ từ khán giả khi đã tìm được cô gái xứng đáng là Lương Thùy Linh với vị trí tân hoa hậu, khởi đầu sứ mệnh nâng tầm nhan sắc Việt trên bản đồ nhan sắc thế giới. Sau việc đồng loạt dành hết lời khen ngợi khi MC Đại Nghĩa quyết mang gần 800 triệu đồng thắng game show đi làm từ thiện, việc làm ý nghĩa mang đầy tính nhân văn của MC Đại Nghĩa không chỉ được bạn bè đồng nghiệp mà kể cả khán giả cũng hết sức ngợi ca ngưỡng mộ. Vốn được biết đến như một nghệ sĩ tài năng, là MC giàu nhất Việt Nam, nhưng Đại Nghĩa có cuộc sống vô cùng giản dị, thích giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Mới đây Đại Nghĩa đã có những chia sẻ sau khi gây bất ngờ vì thắng giải hơn 800 triệu đồng trong game show Tường Lửa. Đại Nghĩa cho biết ban đầu anh chỉ đặt mục tiêu thắng 40 triệu để xây căn nhà nhỏ cho một hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên sau khi kết thúc số tiền, anh nhận được gần 845 triệu. Trừ các khoản khác còn lại gần 800 triệu khiến anh vô cùng hạnh phúc, nằm ngoài sự mong đợi. Nam MC thẳng thắn cho biết, tất cả số tiền thưởng này, Nghĩa không nhận cho mình một đồng nào cả và sẽ dùng hết cho tất cả các công trình phúc lợi cho bà con. Được biết, với giải thưởng này, Đại Nghĩa đã xây thêm 11 căn nhà cho bà con nghèo, nâng tổng số căn nhà do quỹ từ thiện An Vui do Đại Nghĩa thành lập lên đến 116 căn. Anh cũng dùng tiền này giúp đỡ một số trường hợp mắc bệnh. MC Đại Nghĩa rơi nước mắt khi nhận được số tiền hơn 800 triệu đồng để góp vào quỹ từ thiện giúp người nghèo. Nam MC thường xuyên âm thầm làm từ thiện và mang nhiều niềm vui đến cho bà con nghèo. Sau khi nhận giải hơn 800 triệu đồng, Đại Nghĩa đã xây thêm 11 căn nhà để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Trước nghĩa cử cao đẹp đầy tính nhân văn của Đại Nghĩa, các sao Việt đồng loạt gửi lời chúc mừng và ngợi ca không ngớt. Diễn viên Công Ninh viết nét đẹp nghệ sĩ, Khánh Thi cũng bồi hồi xúc động chia sẻ. Quá tuyệt vời anh ạ, tụi em muốn được làm giống như anh nhưng không phải ai cũng đủ năng lực để làm. Việc thiện xuất phát từ tâm, ngưỡng mộ anh. Hương Ngọc cảm ơn Nghĩa ốm đẹp, chúc body Nghĩa ngày càng săn chắc. Anh Trung, nghĩa cử cao đẹp tuyệt vời quá anh MC Quốc Dân. Hồng Tú, đẹp và ý nghĩa quá luôn anh Nghĩa ơi. Kim Đào, em thương anh quá, cũng mừng vì bạn kia sáng suốt, hạnh phúc là khi cho đi, yêu thương sẽ nhận lại càng nhiều, rất cảm xúc anh ơi. MC Phan Anh, chung vui với anh và bà con. Diễn viên Quốc Thái, hay quá Nghĩa ơi. Sau việc đồng loạt khen ngợi trước nghĩa cử cao đẹp, hạnh phúc là khi được cho đi của MC Đại Nghĩa. Những điều đặc biệt về Hoa hậu 10X Lương Thùy Linh. Lương Thùy Linh, 19 tuổi, có ngoại hình sáng, là sinh viên Đại học Ngoại thương, từng bị gia đình phản đối thi Hoa hậu. Cô gái sinh năm 2000, Lương Thùy Linh vừa đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Kết quả này không bất ngờ bởi cô được chú ý ngay từ đầu, 10X có ngoại hình sáng, khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt. Được chú ý vì nhan sắc giống Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh đến từ Cao Bằng, thuộc nhóm thí sinh 10X của cuộc thi Miss World Việt Nam. Cô sở hữu gương mặt sắc, đường nét thon gọn, chiều cao 1m77 với số đo 3 vòng 88, 68 và 92. Ngay từ vòng chung khảo khu vực miền Bắc, Thùy Linh được cộng đồng mạng chú ý vì có nhan sắc giống Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh. Trên sân khấu, Thùy Linh biểu cảm phong phú, thần thái tự tin, dù kỹ năng cách quốc chưa thực sự xuất sắc, chính điều này là một trong những điểm cộng của cô. 12 năm là học sinh giỏi, theo chia sẻ từ mẹ Hoa hậu, Thùy Linh có thành tích học tập tốt. Cô đạt học sinh giỏi suốt 12 năm ngồi ghế nhà trường, 10X từng là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia môn tiếng Anh và đạt IELTS 7.5, hiện cô là sinh viên Đại học Ngoại thương. Thùy Linh chia sẻ bí quyết học ngoại ngữ của cô là xem phim ảnh, truyện và âm nhạc. Thành thạo ngoại ngữ là lợi thế của Linh ở cuộc thi Miss World Việt Nam. Ở vòng thi tài năng, thay vì hát múa, cô chọn thuyết trình về quê hương Cao Bằng của mình. Không được gia đình ủng hộ thi Hoa hậu, gia đình Lương Thùy Linh sinh sống tại thành phố Cao Bằng. Cô có một em trai mới 11 tuổi, mẹ của tân hoa hậu làm việc trong ngành tài chính.
Theo chia sẻ từ người thân, nữ sinh đại học ngoại thương không được gia đình đồng ý khi đi thi Hoa hậu. Tuy nhiên, từ sau vòng sơ khảo và chung khảo, họ nhìn thấy sự quyết tâm của Thùy Linh nên đã ủng hộ động viên tinh thần. Gia đình sống ở Cao Bằng nên không theo sát Linh ở cuộc thi được, chỉ biết ủng hộ tinh thần. Linh thuyết phục gia đình rằng, dù đi thi Hoa hậu, em sẽ vẫn chuyên tâm học hành. Mẹ của Thùy Linh nhận xét con gái có tính cách quyết đoán, chăm chỉ, cần cù. Hiện gia đình Thùy Linh chưa có kế hoạch cụ thể sẽ cho phép cô tham gia hoạt động showbiz như thế nào vì kết quả quá đột ngột. Tự nhận bản thân còn rụt rè, dù được mẹ khen là cô gái quyết đoán, song Thùy Linh lại tự nhận mình rụt rè. Thùy Linh từng tâm sự việc có mặt trong top 40 Miss World Việt Nam là thành tích khiến cô vui mừng. Cô đã vượt qua được nỗi sợ, sự lo lắng của chính mình. Ở vòng chung khảo miền Bắc, Thùy Linh chính là thí sinh nhận được lượt bình chọn cao nhất. 10X hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ từ các thầy cô và bạn bè ở Đại học Ngoại thương và Trung học Phổ thông chuyên Cao Bằng. Những lời động viên của mọi người khiến em cảm thấy mình như cô gái may mắn nhất vì được yêu thương nhiều như vậy, người đẹp trải lòng. Gây ấn tượng ở phần thi phụ người đẹp truyền thông, ở thử thách Hit to Hit Trend của cuộc thi, Thùy Linh cho thấy cô khá chững chạc, trưởng thành ở tuổi 19, người đẹp ứng xử bình tĩnh và thông minh. Khi được hỏi về bình đẳng giới, Thùy Linh nói, bình đẳng giới không còn là vấn đề giữa nam và nữ, mà còn liên quan đến người đồng tính, song tính và chuyển giới. Giới tính gì không quan trọng bằng việc chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau để mọi người có thể tự tin là chính họ, mọi người có cơ hội phát triển như nhau. Trước câu hỏi, nếu là một Miss World, bạn sẽ nói gì khi gặp một cô bé, cậu bé luôn sợ hãi, không dám sống thật với bản thân? 10X đáp, tôi sẽ nói với cô bé, cậu bé ấy là không phải có gì xấu hổ. Hãy luôn tự tin vào chính mình. Em không cần phải thay đổi. Thế giới sẽ thay đổi vì em. Em không có gì sai. Khi em biết chấp nhận mình, mọi người sẽ thay đổi ý kiến của họ. Được Đỗ Mỹ Linh dự đoán chiến thắng, Thùy Linh được giới truyền thông cũng như nhiều khán giả dự đoán sẽ đạt thành tích cao. Đỗ Mỹ Linh cũng dành thiện cảm cho đàn em. Hoa hậu Việt Nam 2016 chia sẻ, với cảm nhận của tôi, Linh hoàn thiện về nhiều mặt như chiều cao, nhan sắc, nền tảng tốt, tiếng Anh tốt. Ở thời điểm này, cô bé hội tụ đầy đủ yếu tố nhất. Trước chung kết, Lương Thùy Linh vướng lùm xùm khi một tài khoản mạng xã hội tung tin cô, Tường Sang và anh Thư mua giải. Tuy vậy, ngay sau khi đăng quang, 10X vẫn được cộng đồng mạng dành nhiều lời khen về nhan sắc cũng như trình độ học vấn.